Bạn xem nha, bữa nay là thứ sáu các bạn. Cả nhà thấy cây kiểng mà màu vàng đẹp quá nè, còn nắng lắm đó các bạn, 5 giờ chiều rồi đó mà còn nắng gì nè. Cả nhà thấy mấy cây kiểng có duyên quá ha, đẹp quá. Cái cao kiểng nó cao vậy nè. Nhà thấy cái cục đá nó bự quá à. Có cái cầu bên đây nè cả nhà, người ta làm kiểu đẹp ấy ha. Cái cầu hả, vui quá ha, cái cầu này nè. Chừng té thiệt đó. Không có cá đâu, rồi nó chết hết rồi. Ủa kì rồi, ở đây có cá hả? Nó chết hết. Nắng rồi. Quá khô không có cá. Nhà thấy cái lá này ngộ quá ha, giống lá cải của mình ăn nấu canh đó.
Ở đây có cá nè cả nhà ơi. Ở đây có nước nè, có cá nhỏ nhỏ nè. Thương quá à, cá nhỏ nó lội lên á. Cá này người ta nuôi đó các bạn. Mấy cá nhỏ này người ta mới thả ra đó, người ta nuôi đó. Thấy thương quá à. Nước nó chảy tới đây. Nhiều cá lắm nè cả nhà. Ok. Nè, cái máy trong cái giỏ nè. Cá nhiều lắm đó các bạn, cá nhỏ nhỏ là nhiều lắm. Gì? Ok. Ồ, con cá này bự quá nè. Ok ok. Bên đây nhiều lắm nè. Cá này cá kiển đó các bạn. Thấy ham quá à. Cái nhà thấy mê không? Nó nhiều quá. Nó dạng lắm. Mình gõ gõ vậy nè, nó tưởng mình cho nó ăn á. Nên nó chạy lại. Thấy
nhà thấy không, mình dậm dậm cái chân gì nè, cái nó tưởng mình cho nó ăn, nó chạy lên nhiều lắm rồi nè, mê quá à, các bạn ơi. Cái chỗ này là công viên á các bạn, chỗ vườn Nhật á. Cả nhà thấy không, nó lội ở dưới này nhiều lắm nè, nó sát ở bên mình luôn. Chúc cả nhà vui vẻ mỗi ngày nha. Các bạn thấy cá đẹp không? Bye cả nhà.